Phạm Băng Băng như đóa hồng nhung trên thảm đỏ. Diễn viên Phạm Băng Băng khoe sắc vóc khi dự liên hoan phim Berlin hôm 24 tháng 2. Phạm Băng Băng mặc đầm của nhà thiết kế Ấn Độ Gaurave Gupta khi lên thảm đỏ liên hoan phim Berlin hôm 24 tháng 2. Ngoài dự thảm đỏ, cô có buổi gặp gỡ, giao lưu với các ký giả nước ngoài. Khi một phóng viên người Đức hỏi Phạm Băng Băng chuyện gì đã xảy ra 5 năm trước và tại sao cô lại biến mất khỏi giới giải trí khi đang nổi đình nổi đám. Ban đầu ekip từ chối nhưng Phạm Băng Băng vẫn chủ động trả lời. Trước đó một ngày, Băng Băng gây chú ý với phục trang mang phong cách truyền thống Trung Hoa. Phạm Băng Băng sinh ngày 16 tháng 9 năm 1981 tại Sơn Đông, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ tài năng nghệ thuật được di truyền từ cha mẹ. Năm 17 tuổi, người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất và được nhiều người biết đến khi đóng vai Kim Tỏa trong phim Hoàn Châu Cách Cách. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng cả điện ảnh lẫn truyền hình như Võ Mị Nương truyền kỳ Tôi Không Phải Phan Kim Liên. Tuy nhiên, nữ diễn viên vướng vào xì căng đan trốn thuế năm 2018 và bị buộc tội trốn thuế phải đền bù hơn 100 triệu đô la Mỹ để thoát cảnh tù tội. Sự nghiệp của Băng Băng gián đoạn từ đó tới nay. Nữ diễn viên có hơn 63 triệu người theo dõi trên Weibo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.